đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Thua Việt Nam cả đội hình Malaysia làm điều điên rồ sau trận. Các cầu thủ Malaysia đã phản ứng mạnh mẽ sau khi kết thúc trận đấu. Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam có trận đấu đón tiếp Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây chỉ mới là lượt trận thứ hai của tuyển Việt Nam, nên huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá thận trọng. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc bố trí cự ly đội hình thi đấu khá chắc chắn và cơ động, sẵn sàng pressing ngay trên phần sân đối phương. Lối đá này phần nào hạn chế được sức mạnh của các cầu thủ Malaysia. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, tuyển Việt Nam cũng tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Malay. Một trong những tình huống như thế, Quang Hải đã thoát xuống và tung cú sút hiểm hóc, tung lưới đối phương. Sang hiệp 2, Malaysia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng không thể gây ra khó dễ cho khung thành thủ môn Văn Lâm. Kết quả chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Malaysia. Về phía Malay có vẻ như không hài lòng với những quyết định của trọng tài chính trận này. Gần như toàn bộ đội hình Malaysia đã nhanh chóng vây quanh trọng tài, đòi hỏi sự công bằng sau khi kết thúc trận đấu. Một số cầu thủ tỏ ra tức giận và không phục với trận thua tuyển Việt Nam.